Em, lúc nãy em inbox trên Facebook với anh á, sao em nói chuyện lạnh lùng quá vậy? À, thì tại nhà trọ em đông người, cho nên em ngại nói chuyện thôi. Em sợ người đó đọc inbox em đúng không? Không, không phải. Em sợ em và người đó gây nhau đúng không? Em phải nói là không phải mà. Anh hiểu mà. Vô tình tình lại những mảnh ký ức của những ngày dài hôm qua, anh ghép thành một bố cục hoàn chỉnh để kể chuyện tình của đôi ta. Tất cả những kỷ niệm đẹp á, có cả nước mắt và những thương đau liệu mai trên đường đời. Có phút vô tình nào đó anh nhìn qua nhau, hay chỉ vô tình tự đặt câu hỏi bao giờ cơn gió kia ngừng thổi, và có bao giờ em nhớ đến anh không? Xin một lần được hỏi. Mệt mỏi quá rồi, cho anh xin liều thuốc để quên em và chán nản qua rồi. Hình ảnh của em nó vẫn đang xen tối hôm đó đó. Đêm tối định mệnh hai ta phải xa nhau, anh còn nhớ rất rõ khuôn mặt lạnh lùng em nhìn anh thật lâu. Không cãi nhau, không ghen tuông, lý do chia tay rất đơn giản, chỉ muốn xua đuổi anh đi. Tình yêu anh em không màng, gương nở như những lần trước im lặng vài ngày hai ta lại nhớ nhau. Không chỉ đơn giản như thế, nước mắt nó ngấm từ từ anh vẫn lâu. Lý do đặt ra ở đây, bức tường thành kiến trong anh quá lớn. Khi mà tình cảm anh dành cho em thì càng quá chút. Nhưng mà giờ trên mi ai em đã đôi thay không như ngày xưa. Đừng cố gắng yêu cao đẩy xô nhau thêm càng đớn. Tại vì em đã không còn yêu, tại vì em đã không còn nhớ, tại vì em không thể yêu thêm lần này. Tại sao anh cứ mãi cố chấp nhận ra lại không muốn đập tan không gian yên ắng khi vắng xa em những chuỗi ngày dài. Nếu bị hại là một câu chuyện vậy anh xin phép được tìm quên, và nếu với em đó là chuyện vui thì anh xin em được tìm đến. Từng hoang tưởng với những ước mơ cùng em bước đi đến hết đoạn đường, một nửa yêu thương trong em vỡ nát thì anh xin chào anh không thể cử. Ngưỡng cửa đó là sự thất bại của một cuộc tình, nước qua em là sự hào nhoáng nơi những ánh đèn em từng hòa mình. Sống trong đêm nếu có thêm một vài cơ hội, chắc có lẽ anh sẽ thử một hai lần nữa, có thể là ba, để tìm hai chữ là giá như. Anh có thể dừng không cần đi tiếp bởi một bình yên, có từ em sẽ không còn khóc, sẽ không còn buồn, sẽ không tự kỷ với màn đêm. Chỉ là nếu thôi, sự thật anh chẳng có được gì, khúc rap lắng động vẫn cứ được viết hay lời muốn nói từ lý trí. Nếu chấp nhận là người phiền phức mà ở đâu đó anh có được em thì đây chấp nhận là người phiền nhất, chỉ cần ngày mai anh thấy được em thôi. Nhưng mang giờ trên đi ai em đã đôi thay không như ngày xưa, đừng cố gắng yêu cao đẩy xô nhau thêm càng.